Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 225. Sau khi Ngô Bình trở về, đã bận tối mắt tối mũi ở phố Trung Thiên, vừa luyện đan, vừa mua bán thuốc. Ngày hôm sau lại có vài tu sĩ đến cửa cầu kiến, Ngô Bình vừa gặp đã biết những người này đều là tu sĩ của nhân tộc bước vào con đường chúa tể, họ đều là thanh niên anh tuấn và tài giỏi. Và lại, họ đều là người được Ngô Bình giúp đỡ trên con đường đó. Lúc trước, cũng nhờ Ngô Bình họ mới sống được mà đi ra, nếu không đã chết từ lâu rồi. Thành tích của mấy người này đều rất cao, họ đã kiên trì đến cửa thứ tư, còn có một người đã đến cửa thứ năm. Đương nhiên, những gì họ trải qua không thể nào so sánh được với Ngô Bình. Lý huynh có thể hoàn thành được cửa sáu, ta thật sự rất hâm mộ huynh. Mấy người này dồn dập và ngưỡng mộ nói. Ngô Bình cười nói, ta làm sao so sánh được với người đã bước vào cửa thứ 9, ta vẫn còn thua xa lắm. Trong đó có một người cảm thấy hơi đáng tiếc cho Ngô Bình, lúc đó, bọn ta thấy tư chất và thực lực của Lý huynh đây nghĩ rằng, chắc chắn sẽ cao và xuất sắc hơn hai người kia. Nhưng thật sự mọi chuyện lại không như dự đoán của bọn ta. Ngô Bình, không sao cả. Mấy huynh đệ đây đến tìm ta có phải, có chuyện gì không? Một người trong đó lên tiếng trả lời, Ngô Bình nhớ người này tên là Trung Kỳ Lân, Lý huynh không biết, các tu sĩ vào đường chúa tể để chuẩn bị mở một bữa tiệc ở tại Từ Kinh Thành này đấy. Bọn ta sợ Lý huynh không nhận được tin tức, nên cố tình đến đây thông báo. Ngô Bình gật đầu, được rồi, ta sẽ đến. Chắc bữa tiệc này, có rất nhiều người nhỉ. Trung Kỳ Lân, thật ra cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ có hơn 10 người thôi. Bữa tiệc này chính do hai người tên Hồ Công Tử và Tiêu Công Tử vào được cửa thứ 9 kia mở ra, bọn ta cũng đến đó tham gia náo nhiệt. Ngô Bình, chừng nào mở tiệc thế? Tối nay, ở Thiên Tiêu Lâu đó. Thiên Tiêu Lâu chính là tài sản của Ngô Bình, có một họ thương gia thuê nơi này để mở ra một quán rượu. Từ ngày nơi đó khai trương đến giờ chuyện làm ăn cũng rất tốt, ai muốn mở một tiệc rượu ở đó cũng cần phải đặt trước mấy ngày mới có được. Ngô Bình cười nói, được rồi, tối nay ta chắc chắn sẽ đến. Sau khi, anh tuyển mấy người đi, Đào Như Tuyết lại hỏi, bữa tiệc như thế, có gì cần phải tham gia hả anh Bình? Ngô Bình cười nói, làm người không cần quá xa lánh và lạnh lùng với mọi thứ. Dù sao, bữa tiệc đó còn miễn phí ăn uống nên không đi không được. Đào Như Tuyết liếc chồng mình một cái, rồi nói, anh đã là thánh nhân rồi, mà vẫn như vậy. Ngô Bình vỗ lên mông căng tròn của cô một phát, nói, Như Tuyết lại sinh cho ta một thằng nhóc con đi, một gia nghiệp lớn như thế, lại thiếu con cháu trông khó lắm. Đào Như Tuyết duyên dáng kêu một tiếng lớn, đã bị anh kéo vào trong phòng ngủ. Trong lúc Đào Như Tuyết xin tha, Ngô Bình đã hoàn thành xong việc gieo giống của mình. Sau đó, anh lại tự hỏi làm sao để luyện chế Hiền Vương Đan. Sau khi anh trở thành thánh nhân, trình độ luyện đan của anh cũng đã tăng rất nhanh. Thoáng chốc, anh đã có ý tưởng nên bắt đầu chuẩn bị đầy đủ dược liệu, rồi bắt tay vào việc luyện chế. Trước khi trời tối, Ngô Bình đã luyện ra một lò Hiền Vương Đan tuyệt phẩm. Muốn luyện chế đan này, cần sử dụng cấm thiên lực, khí tức thánh hoàng đồng thời trong quá trình luyện chế. Nhưng bây giờ anh đã có thiên thức, nên nắm vững được quá trình luyện đan ngày càng tinh vi hơn. Bầu trời mới tối lại, anh đã đến Thiên Tiêu Lâu. Anh vừa xuất hiện, đã phát hiện có rất nhiều người ngồi bên trong rồi. Mọi người còn đang ồn ào nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Ngô Bình luyện đan, nên đến hơi muộn nên đành chọn một vị trí cuối cùng ngồi xuống. Chào Lý huynh, bọn ta đã chờ huynh nửa ngày rồi. Trong đám người có hai chỗ ngồi dễ nhìn thấy, ở giữa là hai nam tu đang ngồi trên đó. Họ cũng chính là tu sĩ đã bước vào cửa thứ 9, một bên là Hồ Trùng Dương, còn bên kia là Tiêu Ngọc Kiếm. Hai người đều là người đẹp trai và lịch sự. Người vừa mở miệng kia chính là Hồ Trùng Dương. Ngô Bình cũng có ấn tượng một chút về Hồ Trùng Dương, hắn là người dẫn đầu mọi người trên con đường chúa tể. Lúc đó, anh đã cảm thấy người này không đơn giản, muốn thông minh thì có đầu óc, muốn sức mạnh thì có thực lực, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng anh không ngờ, người này lại có thể bước được đến cửa thứ 9. Hồ Trùng Dương có tu vi thánh nhân cảnh, hắn ta ngồi trên ghế vẫy tay với Ngô Bình, Lý huynh đến bên này ngồi đi. Ngô Bình cười đi đến, mọi người xung quanh lập tức ôm quyền chào hỏi với anh. Nhưng mà người có thể ngồi ở bên cạnh hai người Hồ Trùng Dương cũng là tu sĩ đã vào cửa thứ 7, cửa thứ 8 rồi. Tuy bọn họ từng được Ngô Bình giúp đỡ, nhưng lại không muốn nhường vị trí của bản thân lại cho anh.
Phía sau, có một người hỏi, Lý Huynh là người vừa qua cửa thứ 6 phải không? Thì ra bảng thống kê đã ghi lại tu sĩ nào đi ra từ cửa thứ mấy rồi, vậy nên họ cũng có thể nhận được một ít tin tức từ người dẫn đường. Ngô Bình cũng không xấu hổ mà cười nói, đúng thế, ta chỉ mới đến cửa thứ 6 thôi. Trung Kỳ Lân nhìn mọi người thái độ với Ngô Bình như thế, lập tức khó chịu đè giọng nói, Lý Huynh có thể đến được cửa thứ 6 đã quá ghê gớm rồi. Và lại, thành tích của Lý Huynh ở cửa thứ 6 đều là dẫn đầu. Thứ tự tác dụng gì chứ? Đơn giản là nhận được một ít phần thưởng mà thôi, người giống như Hồ Huynh và Tiêu Huynh mới được gọi là thiên tài nhân tộc, tương lai có thể trở thành chúa tể chứ. Ngô Bình cười nói, đúng rồi, ta không có cơ hội bước vào cửa thứ 7 chứ đừng nói là cửa thứ 9. Anh dứt lời lập tức đến ngồi xuống bên cạnh Trung Kỳ Lân, Hồ Trùng Dương thấy thể lắc đầu, nói với mọi người, các ngươi không biết nhường một chỗ ngồi cho Lý Huynh à. Dù sao, Lý Huynh cũng đã rất nhiều lần giúp chúng ta trên con đường chúa tể. Chu Kỳ Lân đen mặt, kéo Ngô Bình muốn đi, trông hắn ta không muốn để anh ở lại với những người này. Ngô Bình đè tay của hắn ta lại, cười nói, không sao hết. Lúc này, tu sĩ vừa hỏi Ngô Bình vừa rồi lại hỏi, cửa thứ 6 của Lý Huynh trải qua thế nào vậy? Ngô Bình, à, cửa này khá dễ, ta chỉ giết một ít tạp huyết hoang kiếm được một ít điểm khen thưởng thôi. Có mấy tu sĩ vô cùng biết ơn Ngô Bình. Có người tên là Ngô Dụng vừa cười vừa nói với chất giọng vô cùng khâm phục Ngô Bình, Lý Huynh nhận được rất nhiều điểm khen thưởng, nên chắc chắn mấy món này đều có thể đổi ra bảo bối đấy. Ngô Bình, nhưng ta còn chưa kịp đổi. Anh vừa dứt lời, đám người kia bao gồm cả hai tên họ Hồ và Tiêu cũng bật cười, Hồ Trùng Dương lại nói, Lý Huynh cũng có thể nói đùa thế sao, chẳng lẽ ngươi không biết trước khi ra con đường chúa tể phải đổi điểm à? Những điểm đó không đổi, chẳng lẽ Huynh muốn quay lại đó nữa? Hắn ta vừa nói xong, tất cả mọi người cùng bật cười ha hả, trong tiếng cười còn đầy sự mỉa mai. Ngô Dụng nhíu mày nói, chuyện này có gì mà buồn cười. Mọi người lập tức im lặng, một người trong đó nói, Ngô Huynh gặp chuyện buồn cười, chúng ta không thể cười sao. Ngô Dụng hừ lạnh nói, nhưng chưa chắc đây là chuyện gì buồn cười, tại các ngươi vô tri thôi. Ta đã đọc quá một bộ sách thời xưa, người đứng đầu trong bảng xếp hạng lịch sử có đặc quyền này đấy. Người kia cười lạnh hỏi, đứng đầu trong lịch sử sao? Nằm mơ đi. Ngô Dụng cười khinh, đúng là đồ đần. Người kia giận dữ đứng bật dậy, muốn đánh nhau với Ngô Dụng. Ngô Bình lạnh lùng nói, được rồi, chỉ chút việc đừng có ồn ào. Mà cái vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng lịch sử kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Anh dứt lời, đã lấy ra một thanh chống thiên đế pháp chỉ, cười nói, nó là phần thưởng ta nhận được khi đạt được vị trí đứng đầu trong bảng lịch sử. Thiên đế pháp chỉ. Những gì viết trên nó, chỉ cần suy nghĩ trong lòng nó sẽ trở thành sự thật. Tất cả mọi người sợ hãi ngây ra, không ngờ là thật. Ngô Bình lại lấy bộ thiên giáp ra nói, nó cũng là phần thưởng nhận được từ vị trí đứng đầu bảng lịch sử. 6 cửa trước, ta đều đứng vị trí thứ nhất trong lịch sử nên có đặc quyền cao nhất là có thể tự do ra vào đường chúa tể. Nói trắng ra là, sau 1 vạn năm ta vẫn có thể đến đường chúa tể đổi đồ. Bây giờ các ngươi đã biết chưa? Mọi người đều dùng gương mặt không thể tin nhìn về phía Ngô Bình, sao thế được? Hắn có thể đứng vị trí thứ nhất trong lịch sử, sao không bước vào cửa thứ 7? Tên Tiêu công tử kia cũng giật mình vì chuyện này, hắn ta hỏi, thế vì sao Lý Huynh lại không muốn vào cửa thứ 7 đã ra rồi? Ngô Bình cười nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, có thời gian sẽ vào lại. Tiêu công tử, có phải cửa thứ 5, Lý Huynh đã mở thánh thức rồi không? Ngô Bình không cần thiết phải giấu mà nói, đã mở thánh thức rồi. Tiêu công tử, thế Lý Huynh chém giết được bao nhiêu huyết lão ở cửa thứ 6 vậy? Ngô Bình, 300 mấy chục nghìn con, được rất nhiều điểm khen thưởng. Khi nào rảnh, ta sẽ đổi hết. Không gian lập tức yên tĩnh, hai kẻ thiên tài vừa ra từ cửa thứ 9 lập tức đứng ngồi không yên, cảm thấy như trên ghế có thứ gì đó. Đột nhiên Hồ Trùng Dương thở dài nào, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Không thể nào so sánh với Lý Huynh được. Họ đều biết Ngô Bình là người nghịch thiên, nếu hắn tiếp tục đi trên con đường chúa tể, vậy chắc chắn không chỉ đơn giản là cửa thứ 9. Tất nhiên, anh sẽ bước vào cửa thứ 10, thứ 11. Ngô Bình cười nói, thưa các vị, tiệc đã mở ra đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu khai tiệc đi chứ hả? Món của quán rượu này rất ngon đấy. Tiệc rượu bắt đầu, mấy chục người ngồi chung một chiếc bàn lớn.
Lần này, Ngộ Bình được sắp xếp ở vị trí chính giữa, hai người họ Hồ và Tiêu đều ngồi hai bên phải trái của anh. Hồ Trùng Dương cảm thán, ta không ngờ Lý Huynh cũng đã là thánh nhân, ta còn nhớ lúc mới bước vào đường chúa tể, Huynh không đến đó. Ngộ Bình, ta đột phá ở cửa thứ 6, do phải đánh nhau nên phải tăng tu vi của mình lên một chút. Tiêu công tử, Huynh đã có thánh thức nên dễ dàng tiến vào thánh cảnh như trở bàn tay, chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ngộ Bình nhìn hai người Trung Kỳ và Ngô Dụng ngồi cách đó không xa, cảm giác hai người này khá trọng tình nghĩa. Từ ban đầu, họ đã rất kính trọng anh, nên anh rất thích hai người này. Anh nói với Trung Kỳ Lân, Trung Huynh đã ở Hiền Vương cảnh bao lâu rồi? Trung Kỳ Lân cười nói, thưa Lý Huynh, ta đã dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này hơn 3 năm rồi. Ta vẫn luôn chuẩn bị nhận thánh kiếp, nhưng còn thiếu rất nhiều thứ. Ngộ Bình ném cho hắn ta một viên thánh kiếp đan, cười nói, đan dược này có thể giúp Huynh tránh thánh kiếp, Huynh cầm đi mà dùng. Trung Kỳ Lân nhận viên đan dược lập tức sợ hãi, lắp bắp, thánh kiếp đan. Ta nghe nói về tác dụng của đan này rồi, còn nghe đồn thư viện đang luyện nhưng mà số lượng ít lắm. Ngộ Bình, nó do ta luyện ra, bây giờ Huynh có thể uống rồi tìm chỗ nào đó đột phá đi, chúng ta đợi Huynh quay về. Trung Kỳ Lân vui mừng, ôm quyền nói với anh, được. Mong mọi người chờ ta một lát. Sau khi, Trung Kỳ Lân rời khỏi quán, mọi người đều trợn tròn mắt nghĩ thần, anh có thể luyện dược sao? Lúc này Ngô Bình hỏi Ngô Dụng, Ngô Huynh nắm chắc bao nhiêu phần trăm về việc thăng cấp lên Hiền Vương cảnh? Ngô Dụng cười khổ, ta sợ không vượt qua 20%, nên vẫn không dám thử. Ta đang nghĩ sẽ chuẩn bị thêm một khoảng thời gian nữa. Ngô Bình vứt cho hắn ta một viên Hiền Vương đan, nói, 20% đã rất giỏi rồi. Huynh uống viên thuốc này sẽ nhanh chóng đột phá thôi, ta bảo đảm tỷ lệ thăng chức sẽ đạt 100%. Ngô Dụng vừa nhận được viên thuốc đã biết nó không phải thứ bình thường, hắn ta vui mừng nói cảm ơn rồi lập tức tìm nơi đột phá. Không gian lại yên tĩnh một mảnh, Hồ Trùng Dương ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, Lý Huynh cũng luyện chế ra Hiền Vương đan đó sao? Ngô Bình gật đầu, đan dược này do Thánh Hoàng bảo ta luyện chế, vừa hay ta còn cầm theo một viên nên đưa cho Ngô Dụng. Mọi người nhìn nhau, Ngô Bình tặc lưỡi nói, mọi người dùng bữa đi, món của quán này rất ngon đấy, tay nghề của đầu bếp cũng rất chuyên nghiệp. Mọi người cùng nhau ăn, nhưng giờ những món ngon cho vào miệng họ đã nhạt như nước ốc. Hơn nửa giờ, Ngô Dụng về trước, khí tức trên cơ thể của hắn ta đã đạt đến cấp vương, hắn ta đã thành công thăng chức. Vài phút sau đó, Trung Kỳ Lân cũng về, trên cơ thể hắn ta có thánh huy di chuyển. Hắn ta cũng thành công thăng chức trở thành thánh nhân rồi. Hai người đều cúi đầu, cảm ơn Ngô Bình, đa tạ Lý Huynh. Ngô Bình cười nói, hai người có thể đột phá là tốt rồi, ta kính hai vị một ly. Tiệc rượu đêm đó kết thúc, Ngô Bình càng vang danh hơn. Đồng thời, tin tức Ngô Bình đạt vị trí đứng đầu trong bảng lịch sử trong 6 cửa tại đường chúa tể cũng truyền ra khắp thiên hạ. Sau khi anh luyện chế ra một ít đan dược nữa, các cửa hàng ở Trung Thiên Phố đều khai trương. Ngô Bình lập tức quay về nhà mới ở Nguyên Thủy Sơn. Trong nhà chỉ có tỷ nữ và người hầu, mấy người vợ Lý Thuần Như đã quay về nhà mẹ đẻ của họ. Dù sao, họ còn có việc của riêng mình cần hoàn thành. Anh nhớ đến lời nhắc của Nguyên Thủy Đạo Tôn về Thần Châu, và những truyền thừa của mấy hoàng giả tại Thiên Nguyên. Anh bắt đầu chuẩn bị bỏ ra mấy ngày để đi dạo quanh chỗ này, xem thử có phát hiện ra truyền thừa của hoàng giả không. Anh sử dụng một đường độn quang. Bay đến Thần Châu. Hành kinh toàn là khung cảnh hoang dã, mặt đất đột nhiên xuất hiện một ánh sáng của bảo vật. Ngô Bình vừa nghĩ trong lòng, cơ thể đã dừng lại giữa không trung, bắt đầu quan sát bên dưới. Anh mới vừa dừng lại, đột nhiên giữa không trung rơi xuống một tấm lưới lớn, một ánh sáng màu xanh cũng âm thầm bay vút lên. Ánh sáng màu xanh đó trói Ngô Bình đứng yên tại chỗ, tấm lưới lớn cũng phủ lên cơ thể anh. Sau khi đó, một tia sát khí đánh úp lại. Ngô Bình đen mặt, Bạch Hổ Tiên Kiếm xuất hiện trong tay. Ánh sáng kiếm vừa lóe, đã cắt tấm lưỡi rắn chắc kia thành nửa, đồng thời sử dụng Cửu Dương Hóa Cấm đánh bay ánh sáng màu xanh kia ra xa mấy thước. Lúc này, hai đường sát khí kia bay đến, cơ thể chưa đến, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh của hai người này, họ đều là đạo cảnh bát trọng hoặc cửu trọng, còn là cao thủ ám sát chuyên nghiệp. Nhưng mà nếu nói đến chuyện này, Ngô Bình đã hấp thụ được toàn bộ thủ đoạn của Thích Khách Vương Tọa. Cho nên cơ thể anh cũng lập tức mở ảo đi.
Ngay sau đó, cơ thể anh lập tức phục chế ra 6 ngô bình khác và cùng nhau vung kiếm. Mỗi một ngô bình đều đánh úp đến, khiến cho hai thích khách kia phải lui lại. Phập! Một người trong đó sợ hãi đến trắng bệch mặt, vội vàng muốn sử dụng bùa hộ mệnh lục, nhưng đầu đã bị chém xuống, ngay cả đạo thần của tên đó cũng bị chém khúc, cả thể xác và linh hồn đều bị diệt. Một tên thích khách khác, cũng bị trúng một kiếm trên ngực. Sức mạnh cũng yếu đi, thêm vào đó hắn ta còn bị trúng kịch độc, đó chính là thủ đoạn trong Trảm Đạo Thập Tam Kiếm. Tên đó phun ra một ngụm máu màu xanh, rồi lập tức rớt xuống đất, bị ngô bình dẫm lên mặt đất. Anh nhìn chăm chú vào người này, rồi đè giọng hỏi, ai cử ngươi đến giết ta? Thích khách không ngờ thực lực của ngô bình lại mạnh đến thế, hắn ta biết bản thân không nói thì đối phương cũng có cách cướp hồn của mình, nên lập tức tiêu nghỉu nói, ta nói, ngươi có thể cho ta chết dễ chịu được không? Có thể, ngô bình trả lời. Thích khách cắn răng rồi nói, tổng quản của thiên gia thuê bọn ta giết ngươi. Các ngươi thuộc tổ chức thích khách nào? Bọn ta là thích khách của Vĩnh Dạ, lấy tiền làm việc. Ngô Bình không hỏi nhiều, chém một nhát kết thúc cuộc đời của thích khách kia. Sau đó, anh nheo đôi mắt lại tức giận nghĩ, đám thiên gia kia không dám công khai chống đối với mình, lại âm thầm thuê thích khách đến giết mình. Nếu mình không làm gì với bọn chút, thiên gia sẽ càng khinh thường mà ra tay nặng hơn đây. Sau khi anh suy nghĩ một lát mới đi vào Thần Châu, nơi này là nhà thường ở của Nguyệt Thanh Ảnh. Đúng lúc, Nguyệt Thanh Ảnh đang ở nơi này, cô mới vừa thành cô dâu, nên chưa có quen thân phận hiện tại của mình. Khi cô ra ngoài, mọi người đều gọi cô là Lý Phu Nhân, mà không còn là Nguyệt Tiểu Thư nữa. Và lại, thân phận đồ tức của Nguyên Thủy Đạo Tôn rất hữu dụng, cô có đi đến đâu đi chăng nữa thì đều được mọi người kính trọng. Huống hồ gì, phu quân của cô vẫn là thiên tài tuyệt thế đứng đầu bảng đại tiên. Ngô Bình đột ngột xuất hiện làm Nguyệt Thanh Ảnh rất vui mừng, gọi, phu quân về rồi, ta bảo hạ nhân chuẩn bị ít rượu và thức ăn. Ngô Bình gật đầu nói, Thanh Ảnh này, người thiên gia vừa ra tay với ta. Các cô là thê tử của ta lo thiên gia sẽ gây khó dễ với các cô, cho nên ta muốn mấy ngày tới sẽ giúp cô tăng tu vi, với cho các cô một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nguyệt Thanh Ảnh sợ hãi đến mức lắp bắp, thiên gia vừa ra tay với chàng sao? Ngô Bình, ta không sao. Trước đây, Nguyệt Thanh Ảnh được Ngô Bình giúp đỡ mở ra đạo mạch, thế chất bất phàm. Lúc này, anh quyết định sử dụng thiên cổ đan, đan này là phần thưởng anh nhận được từ đường chúa tể, nó có thể giúp cho tư chất Nguyệt Thanh Ảnh tăng đến mức cao nhất. Sau khi Nguyệt Thanh Ảnh ăn đan dược, vài luồng khí tức huyền diệu bắt đầu di chuyển trong cơ thể của cô bắt đầu trở nên gần như trong suốt. Cùng lúc đó, Ngô Bình mở thiên thức, giúp Nguyệt Thanh Ảnh đột phá. Trong lúc đó, anh cũng đột phá. Sau khi anh có được thiên thức, cũng có thể tìm hiểu sâu thêm một bước về kiếm đạo vương tỏa. 3 ngày sau, đã tìm hiểu được hết toàn bộ. Một tiếng nổ lớn vang trong không trung, kiếm đạo vương tỏa xuất hiện sau lưng đạo anh của anh. Đạo anh ngồi ngay ngắn trước mặt, tất cả lực lượng kiếm đạo trong không gian đất trời đều hội tụ vào chỗ anh. Lúc này, anh đã trở thành kiếm đạo vương giả. Cùng lúc đó, trong huyết mạch của Lý Dật, Lý Dược Sư. Ở cách anh rất xa cũng có thể một lực lượng kiếm đạo. Chuyện này đã chứng minh, Ngô Bình đã thức tỉnh hết các huyết mạch của kiếm đạo rồi. Sau này, Lý Thị là vương tộc trong nhân tộc. Không lâu sau đó, Nguyệt Thanh Ảnh đã bắt đầu bước vào cửu biến. Cô đột phá thứ tự tam biến, ngũ biến, đến thất biến lập tức khó khăn. Ngô Bình thấy thế lập tức sử dụng cấm thiên lực, giúp cô vượt qua cửa khó khăn này. Ngô Bình từng vượt qua thất biến nên biết giúp đỡ cô như thế nào là tốt, và lại anh có rất nhiều cách. Cho nên, anh giúp Nguyệt Thanh Ảnh cũng rất nhẹ nhàng hoàn thành xong thất biến. Bát biến lại quá khó khăn, nó cần phải có tư chất của Thánh Hoàng. Anh cũng không thể dốc hết sức, chỉ có thể thấy tình hình chuyển tốt lập tức dừng tay. Sau đó, Nguyệt Thanh Ảnh đã đạt đến trên thất biến, cũng nhanh chóng ngưng tụ đạo thai. Ngô Bình đợi khi tu vi của Nguyệt Thanh Ảnh củng cố rồi, anh lập tức phóng thánh thức ra, bắt đầu tìm trong phạm vi của Thần Châu. Đột nhiên anh vừa nghĩ trong lòng lại phát hiện trên một ngọn núi nhỏ ở Thần Châu có một khu vực rất kỳ lạ. Ngay cả thánh thức của anh cũng không nhìn xuyên qua nó được. Anh lập tức chạy đến đó, mới phát hiện ngọn núi này là một ngọn đồi hoang, nơi này là núi đầy đá không có chút cây cỏ nào. Anh phóng thiên thức ra quan sát, mới phát hiện cách mình 100 dặm trên mặt đất, có một không gian dạng cầu bẹp, trong không gian có một người cao 100 trượng sinh linh ngồi xếp bằng. Sinh linh này mặc một bộ trường bào màu vàng, đây là bạo viên.
Bạo viên này đã không còn hơi thở của sự sống, bên cạnh nó có cắm một cây gậy màu vàng, trên đó có sát phủ đang di chuyển. Bên hông bạo viên này đeo một cái hồ lô màu tím rất lớn, cũng phóng ra khí tức đáng sợ. Ngô Bình âm thầm ngạc nhiên, đây là hoàng giả à? Anh lập tức sử dụng độn thuật, độn hành trên mặt đất. Nhưng sau khi anh đi một đoạn lại chạm một màng cứng rắn. Anh lập tức sử dụng vô thượng đại đạo, đánh vỡ nó ra. Một tiếng choảng vang lên, màng kia đã bị phá vỡ, anh lập tức chui vào. Thoáng chốc anh đã bước vào trong không gian, đất đá xung quanh đều biến thành thủy tinh. Mà tuy bạo viên kia đã chết, nhưng khí tức hoàng giả khủng khiếp của người này vẫn khiến Ngô Bình bị áp lực gấp bội lần. Anh lập tức ngã xuống khỏi không trung, nện mạnh trên mặt đất. Anh cảm giác được cảnh giới của vị hoàng giả này chắc chắn là trên Tử Thanh Thánh Hoàng. Anh khó khăn bò dậy, ngồi dưới đất và ngẩng đầu nhìn bạo viên kia. Đột nhiên, suy nghĩ vừa nảy ra trong lòng anh lập tức nhớ đến trong 36 hình có một loại hình khá giống với bạo viên này. Vì thế anh sử dụng hình này, khí chất của anh lập tức xảy ra thay đổi. Áp lực cũng lập tức biến mất, thậm chí anh còn cảm thấy bạo viên này rất thân thiết. Anh ngồi xếp bằng, quan sát bạo viên, cứ thế đến ngày hôm sau, cấm thần trong cung của anh mở mắt. Sấm chớp đánh xuống từ không trung, nhưng chỉ lập lòe vài lần xung quanh cấm thần rồi biến mất. Nhưng chỉ mấy đợt đó thôi, cấm thần thứ hai của Ngô Bình lại nhẹ nhàng chuyển hóa thành dương thần. Lúc này, Ngô Bình phải dùng dương thần thứ hai của mình tìm hiểu về đại đạo hỗn độn của vị hoàng giả này. Thiên thức của anh tìm tòi trên cơ thể của bạo viên, lập tức dương thần của Ngô Bình xảy ra thay đổi. Ban đầu, hình dáng của người của nó dần dần biến thành một con vượn hung bạo. Lúc dương thần với bạo viên dần trở thành một, thì một khí tức khủng khiếp tuôn ra. Luồng khí tức khủng khiếp này quá đáng sợ, đến mức cơ thể Ngô Bình như muốn nổ tung. Nhưng lúc này, cấm thiên lực và vô thượng đại đạo cùng nhau đè nén chúng lại, cửu liên đài và thiên mệnh tháp cũng đồng thời bắn ra. Lúc này, chúng mới đè ép khí tức uy áp kia được. Khí tức khủng khiếp bị đè ép lại nên dần dần tích tụ trong dương thần bạo viên, ngày một mạnh lên. Qua chừng nửa ngày, dương thần bạo viên cũng như thực chất bắn ra khí tức khủng bố. Nhưng nguồn lực lượng này đã thuộc về Ngô Bình, đó là lực lượng dương thần của anh. Lúc này, dương thần của anh cũng đã tiểu hiểu được một phần của đại đạo của hoàng giả bạo viên rồi. Bấy giờ, dương thần bạo viên của Ngô Bình đã là nhập đạo. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều đạo thuật và đạo pháp, chúng nó xuất hiện từ hư không trống rỗng rồi ngưng tụ thành từng đạo chân phù và xuất hiện trong cơ thể của dương thần. Ngay sau đó, dương thần ngồi xếp bằng lại. Vô số tia sáng xuất hiện xung quanh nó rồi hình thành một cái kén lớn bao vây nó lại và biến thành đạo thai. Đạo thai thứ hai xuất hiện, hoàng giả bạo viên kia đột ngột mở to mắt. Hàng tỷ phù văn bay ra từ trong mắt nó, hội nhập hết vào đạo thai giúp mặt ngoài của đạo thai xuất hiện hàng tỷ phù văn nhỏ li ti. Phù văn này kết thành vô số phù trận đầy ảo diệu. Tiếp theo, bạo viên kia biến thành tro, rơi xuống mặt đất chỉ còn lại cái hồ lô lớn và cái kim bổng. Ngô Bình hít một hơi thật sâu, anh biết bản thân đã nhận được truyền thừa của hoàng giả bạo viên và có được đại đạo của ông ta. Nhưng cảnh giới hiện tại của anh vẫn chưa cao, anh cần đến đạo cảnh đỉnh hoặc thậm chí là hỗn độn cảnh mới có thể tìm hiểu được hết đại đạo của bạo viên. Ngô Bình lấy một lạy thật sâu với bạo viên, rồi vươn tay ra hồ lô với kim bổng lập tức bay vào tay của anh. Trong kim bổng truyền ra cảm giác rất thân thiết, chứng minh nó có linh trí của bản thân, hơn nữa đã nhận Ngô Bình làm chủ. Kim bổng dài 2 mét, dễ dàng để cho anh cầm. Còn hồ lô, anh phát hiện nó được trang trí theo kiểu Trung Quốc, mà bên trong toàn là rượu và rất nhiều rượu. Anh mở hồ lô ra uống một ngụm, đã cảm thấy lực lượng mạnh mẽ từ trong rượu phát ra, rèn luyện toàn cơ thể anh. Ngay cả đạo thai, đạo anh cũng nhận được vô số lợi ích. Rượu ngon, Ngô Bình vui mừng thốt lên. Nhưng không biết vị tiền bối này có lai lịch gì, có cơ hội mình nên hỏi sư tôn một chút. Anh nghĩ thầm. Khi trở về mặt đất, anh đến thăm Nguyệt Thanh Ảnh một chút. Cô đã củng cố tu vi, với tu chất của cô, có thể sẽ tăng thêm một bước nữa trong đoạn thời gian sắp tới. Ít nhất, cô cũng dễ dàng trở thành cao thủ hỗn độn cảnh. Anh ở đây nửa ngày, rồi chạy đến Thiên Nguyên muốn tìm cách tăng tư chất của Hà Tử Trần lên một bước. Anh đã nghiên cứu thiên cổ đan, nên cũng hiểu về đạo lý của đan luyện ra loại đan dược này cũng không thể. Anh mới đi nửa đường đột nhiên lập tức che đi độn quang, bởi vì anh thấy trước mặt anh không xa có một huyền phù hình con cá lớn bơi giữa không trung. Trên con cá đó có một người đàn ông,
hắn ta đeo tiên kiếm trên lưng, nhìn thẳng về hướng đông. Hình dáng của hắn ta, cho người ta cảm giác có một loại ngạc nhiên đến sững sờ với thái độ tuyệt thế và độc lập của hắn ta. Con cá kia màu vàng, còn có khí thứ chỉ có cường giả hỗn độn cấp mới có bắn ra xung quanh cơ thể của nó. Mỗi một mang cá dày như một cánh tay, trong đôi mắt trong hơi hồng của con cá kia toát ra hung ý. Người đàn ông mặc bộ áo màu bạc, lúc này từ từ xoay người cười nói, ta đã đợi ngươi 15 phút rồi, cả đời của ta hiếm khi chờ ai. Ngươi nên tự hào đi. Ngô Bình nhìn người này cảm giác như hắn là cường giả hỗn độn cấp. Nhưng thật ra, thực lực của hắn ta chắc là đại thánh cấp. Ngươi đang đợi ta à? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông cười nói, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên Trang Thái Hư. Ta nhận được ủy thác của bằng hữu, đến đây để giết ngươi. Ngô Bình xoa cằm, chuyện nhà người khác, ngươi đừng nhúng tay vào, để tránh rước họa vào thân. Trang Thái Hư thở dài, thật ra ta cũng lười quan tâm chuyện này, chỉ tiếc ta nợ tên đó một ân tình nên không thể không giúp tên đó được. Ngô Bình, chỉ giết ta thôi, mà tên đó cần nhờ cường giả hỗn độn đến luôn sao? Trang Thái Hư, chuyện này đã chứng minh thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nếu không thiên gia cũng không dốc hết tình nghĩa này để bảo ta đến đây. Ngô Bình lấy kim bổng ra, anh vừa mới có được cây gậy này nhưng lại cảm giác quen thuộc như đã sử dụng rất nhiều lần. Lúc anh nắm cây gậy trong tay, trong đầu còn hiện lên tên của nó, Oanh Thiên Bổng. Trong đạo thai bạo viên, một nguồn sức mạnh huyền diệu tràn ngập cơ thể của Ngô Bình. Tuy anh không thể phát huy được tất cả uy lực của nó, nhưng đủ đối phó với người bình thường. Trang Thái Hư nhìn Oanh Thiên Bổng mà Ngô Bình đang cầm, đầu tiên hơi ngẩng ra sau đó gương mặt lộ vẻ sợ hãi hỏi, người lấy thứ đó từ chỗ nào vậy? Ngô Bình quơ quơ cây gậy, cười hỏi, người nhận ra nó à? Trang Thái Hư nhìn chăm chú vào cây gậy, gần từng chữ, nếu như ta không nhìn nhầm, thì nó chắc là binh khí của Viên Hoàng Chiến Không, Oanh Thiên Bổng. Nói đúng rồi, ăn một gậy của ta đi. Ngô Bình đánh gậy đến, ảnh động của gậy bay ra, lập tức Joyous đỉnh Trang Thái Hư, cơ thể của tên đó cứng còng không thể động đậy được. Mà hình của gậy vừa đánh vào đầu của hắn ta xuyên qua, nếu đánh thật thì Trang Thái Hư thật sự bị đánh đến mức thịt nát xương tan rồi. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn ta niệm chú ngôn. Cơ thể của hắn ta đột ngột biến mất, chỉ để lại một con cá lớn làm bằng giấy và một người thay thế hắn ta làm bằng giấy. Rầm. Giấy hình cá và người kia đã biến thành khói, Trang Thái Hư và con cá kia cũng đã chạy xa 1000 dặm. Muốn trốn à? Ngô Bình hừ lạnh, lấy thiên đế pháp bảo và thất chú diệt hồn đăng ra. Đèn vừa xuất hiện, anh đã vươn tay nắm vào không trung bắt được khí tức của Trang Thái Hư sau đó niệm chú ngôn. Ngay lập tức, diệt hồn đăng bốc cháy, trong ánh đèn xuất hiện hình dáng của Trang Thái Hư. Khuôn mặt hắn ta đang vặn vẹo rất đau đớn. Trang Thái Hư thật sự rất đau đớn, hắn ta phun ra mấy ngụm màu đen với gương mặt sợ hãi, lập tức ấn tay xuống lưng cá. Ngay lập tức một lực nguyền rủa truyền vào con cá khổng lồ kia cũng để lộ vẻ đau đớn, sau đó hai mắt con cá tối lại, vảy cũng bóc ra, rồi hóa thành cho bụi. Trang Thái Hư la lên, Lý Huyền Bình. Lý huynh xin nghe ta nói. Ngô Bình mắng một câu, nhị dũng, nhanh chóng đuổi giết tên đó, không có mệnh lệnh của ta không được ngừng lại. Anh vừa dứt lời, lập tức giao khí tức của Trang Thái Hư giao cho nhị dũng. Nhị dũng đã đạt cấp hỗn độn tam cảnh rồi, với lại trên cơ thể hắn ta còn có 3 loại lực ấn ký. Cho nên, anh bảo hắn ta đuổi giết Trang Thái Hư, là chuyện rất thích hợp. Sau khi anh đưa Bạch Hồ Tiên Kiếm cho nhị dũng, hai người lập tức nhận lệnh. Ngay sau đó, Nhị Dũng xuất hiện bên cạnh Trang Thái Hư, vung kiếm chém xuống. Nhị Dũng là nô bộc của Ngô Bình, chiến lực cũng mạnh khủng khiếp. Một nhát chém vừa xuống, Trang Thái Hư không thể nào tránh nổi, chỉ có thể dùng hỗn độn tiên kiếm của mình đỡ đòn. Choang! Một tiếng giòn tan vang lên, tiên kiếm của hắn ta bị cắt thành 2 nửa. Hắn ta bị đánh bay ra xa, gương mặt cũng lập tức trắng bệch xoay đầu muốn bỏ chạy. Nhị Dũng lập tức nghe lệnh bắt đầu đuổi giết. Hai người cứ thế một trước một sau biến mất trong không trung. Ngô Bình tức giận đen mặt, lẩm bẩm, thiên gia cố ý gây chuyện liên tục, xem ra mình phải nhanh chóng phản kích mới được. Sau đó, anh vào thiên nguyên, dùng nửa ngày đã luyện ra thiên cổ đan, hiệu quả của lò đan lần nữa cũng không thua gì mấy viên lần trước. Nhưng việc luyện đan tiêu hao rất nhiều dược liệu cực kỳ quá hiếm, nên hiện giờ dược liệu trong tay anh cũng còn rất ít không thể luyện chế thêm nữa. Hà Tử Trần uống thiên cổ đan.
tu vi cũng đạt đến sau thất biến hậu kỳ, anh lập tức rời khỏi Thiên Nguyên đi đến nơi ở của Thiên Gia. Căn cứ của Thiên Gia ở gần với Kỳ Thiên Hải, mà Kỳ Thiên Hải là một nơi rộng lớn và bát ngát. Ban đầu, nó ở trong hỗn độn giới, nhưng bây giờ hỗn độn giới cũng chỉ là một phần của thiên giới thôi. Phía đông của Kỳ Thiên Hải có một tòa thành lớn rất phồn hoa, nó tên là Đông Hoa Thành. Ngô Bình đứng xa xa đã thấy tòa thành này có quy mô rất khổng lồ, Đông Thành cũng rất phồn hoa. Anh tò mò hạ xuống đất, muốn mua sắm một ít hàng hóa ở nơi này. Đông Hoa Thành không cấm người ngoài vào, nên anh có thể hạ xuống đất và đi dạo trên đường phố, chỉ là phải thay đổi khí tức và gương mặt của mình. Anh biến thành một tên hán tử da màu đen, râu ria xồm xoàm. Anh vừa hạ xuống đất, đã nghe có tiếng chửi bậy vang trên bầu trời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có một người cưỡi cá lớn chạy trốn, còn phía sau là một hán tử mắt to, mày rậm đuổi giết hắn ta. Không biết hai người này đã đuổi nhau bao lâu, người phía trước đã hết kiên nhẫn chửi. Đầu óc của ngươi bị chạm à, đuổi giết ta mấy ngày rồi, ngươi vẫn chưa cảm thấy đủ sao? Người đằng trước đương nhiên là Trang Thái Hư, người đuổi giết hắn ta là Nhị Dũng. Nhị Dũng rất nghiêm túc nói, chủ nhân, có lệnh, bảo ta giết ngươi, ngươi trốn đâu cho thoát. Ngoan ngoãn mà dừng lại, chịu chết đi. Nhị Dũng thấy Ngô Bình, lập tức gật đầu với anh, rồi không dừng lại mà tiếp tục đuổi giết hắn ta. Thực hiện mệnh lệnh cũng khá đấy chứ. Ngô Bình rất hài lòng tính cách nghiêm túc khi nhận lệnh của Nhị Dũng. Anh vừa đi một đoạn đã tìm thấy một quán rượu, lập tức gọi chút đồ ăn, định bụng nếm thử món ngon của nơi này. Anh vừa ngồi xuống, hai tu sĩ đã bước đến. Việc kinh doanh của quán rượu này rất tốt, không có chỗ nào để ngồi nữa nên hai người họ ôm quyền với Ngô Bình hỏi, chào đạo hữu, có thể cùng nhau chia sẻ một cái bàn không? Ngô Bình kéo đĩa đến bên cạnh rồi gật đầu nói, được. Hai người gọi vài món ăn, một bầu rượu còn mời Ngô Bình cùng dùng. Ngô Bình lập tức cũng chia sẻ đồ ăn với hai người này, rồi tự nhiên mình tên Lý Nhàn là người võ tu, đến Đông Hoa Thành mua một ít dược liệu. Hai người đối diện, một người họ Chu, một người họ Hoàng. Họ đến Đông Hoa Thành để tham gia Đông Hoa Đan Hội. Đông Hoa Đan Hội này được Thiên Gia tổ chức, vậy nên các luyện đan sư của các đại tiên giới đến đây đều hy vọng có thể trưng bày đan dược của bản thân. Đông Hoa Đan không chỉ là một hội chợ mua bán, mà còn bình chọn ra các đan dược xuất sắc nhất ở mỗi giai đoạn. Ví dụ như những loại đan dược sáng tạo nhất, ngay cả những đan sư trẻ tuổi cũng có thể chọn ra một đan sư mới giỏi nhất. Những người đó đều là đan sư có biểu hiện tốt, còn có thể trở thành đan sư khách mới hợp tác làm ăn với Thiên Gia, giúp luyện đan dược cho Thiên Gia. Thiên Gia vừa có tài nguyên lớn, quyền thế cũng to, nên sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên tốt nhất cho nhóm đan sư đó. Ví dụ như dược liệu, các loại phương thức luyện đan. Ngô Bình đang âm thầm muốn điều tra về Thiên Gia, nên vừa nghe thấy thế lập tức nổi hứng. Bản thân anh có thể nhân cơ hội này, đánh vào trong Thiên Gia. Sau khi ăn cơm xong, anh lập tức nghỉ ngơi ở một khách điếm, rồi suốt đêm luyện chế ra vào viên đan dược để trưng bày trong Đông Hoa Đan Hội. Tới ngày hôm sau, vừa sáng sớm anh đã đến Đông Hoa Đan Hội. Đông Hoa Đan Hội được xây dựng ở trên một ngọn núi. Trên núi có rất nhiều viện lớn, cái nào càng cao thì càng xa hoa quý khí phách. Sau khi anh nghe ngóng được mới biết, những cái viện này đều phải thuê, với lại cái nào càng cao thì giá càng đắt. Và lại, không phải có tiền là có thể thuê được, chỉ có luyện đan sư có phẩm cấp đủ cao mới có thể thuê được cái viện trên núi. Ví dụ như từ trên tính xuống, cân thứ 3 có rất nhiều luyện đan sư luyện chế ra đan dược cấp 12 mới ở được, với lại đan dược cần phải là trung phẩm trở lên. Còn viện thứ 2, luyện đan sư cần luyện chế ra đan dược cấp 15. Thậm chí, có rất nhiều người luyện chế ra hàng loạt đan dược cấp 18 mới được vào. Sau khi anh thăm dò xong, cũng biết viện hàng đầu tiên trống, hàng thứ hai cũng trống. Vậy nên, anh lập tức chọn hàng thứ hai. Hàng thứ hai chỉ có 5 viện, hiện tại đã có 3 sạp hàng chỉ còn lại 2. Ngô Bình nhìn thấy thích một viện trong đó, lập tức đẩy cửa bước vào. Trong cánh cửa có hai tu sĩ mặc đồ màu xanh. Họ thấy Ngô Bình vào đã ôm quyền nói, xin hỏi đan sư có thể luyện ra đan dược cấp 15 à? Ngô Bình lấy ra nghịch thiên cải mệnh đan do bản thân luyện ra, hiệu quả của đan dược này cực tốt. Thậm chí, hiệu quả của nó vượt qua đan dược cấp 15. Tu sĩ kia thấy mặt ngoài đan có hơn 10 hình phù văn huyền ảo, cộng thêm có vài tầng ánh sáng vàng lấp lánh di chuyển xung quanh cũng biết đan rất đặc biệt, nên vội vươn tay ra nhận lại và nói, xin ngài đợi một chút, bọn ta cần mời người đến phân tích. Một lát sau,
có một đan sư mặc đồ trắng bước vào. Người này đã 40-50 tuổi, ông ta vừa nhìn thoáng qua đan dược, gương mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng kỳ lạ rồi khách sáo hỏi, xin hỏi đan sư họ gì? Ngô Bình, kẻ hèn họ Lý, tên Lý Nhàn. Đan sư mặc đồ trắng hỏi, không biết đan này có tên không thưa Lý đan sư? Ngô Bình nói, tên nó là nghịch mệnh đan, tác dụng tăng lên tư chất cực lớn, giúp tư chất của một người bình thường thành thiên tài. Đương nhiên, tư chất người khác nhau nên sau khi dùng hiệu quả cũng khác nhau, nếu tư chất của người đó cao, thì uống đan này vào lập tức có thể thành thiên tài. Đan sư đồ trắng âm thầm rung động, hỏi, ta thấy đan này như là đan dược cực phẩm phải không? Ngô Bình còn giữ nghiên thiên cải mệnh đan tuyệt phẩm, nhưng anh không lấy ra chỉ lấy ra đan dược cực phẩm thôi. Đúng vậy, là cực phẩm. Đan sư mặc đồ màu trắng thi lễ với Ngô Bình, đan dược này ít nhất cũng là cấp 16, ngài có tư cách ở lại viện này, xin mời. Ngô Bình gật đầu hỏi, nếu có người khác muốn mua đan dược của ta, có phải họ sẽ đến tìm ta không? Đan sư đồ trắng rất kính trọng Ngô Bình, nên nói, người thường không được phép làm phiền đến ngài, nhưng đương nhiên thỉnh thoảng, cũng có một vài khách hàng chức cao vọng trọng sẽ đến đây. Ví dụ như tình hình này. Ngài giao đan dược được luyện chế cho Dược Đồng là được. Dược Đồng sẽ đưa đan dược đến thị trường phía dưới và bắt đầu đấu giá. Hình ảnh bán đấu giá sẽ được truyền lại trong viện một cách trực tiếp, ngài có thể giám sát bất cứ lúc nào. Ngô Bình gật đầu, cảm giác chế độ phục vụ ở đây cũng rất tốt, nên nói, vậy ông cầm viên nghịch mệnh đan này bán đi. Đan sư mặc đồ trắng nói, vâng, bên ngoài viện có người, nếu Lý đan sư có yêu cầu gì chỉ cần nói với họ là được. Đan sư mặc đồ trắng rời đi rồi, Ngô Bình mới vào trong viện. Lúc này, anh mới phát hiện hoàn cảnh nơi này rất tốt, nơi này được chia làm các phòng như phòng trà, phòng đan, phòng ngủ còn có hoa viên. Mặt khác, trong viện còn có vài tên dược đồng nhưng Ngô Bình xua tay bảo họ lui ra. Sau đó, anh vung tay lên, hai con rồng xuất hiện trước mặt anh, chúng đều là con cá do anh nuôi á nhảy qua long môn hóa thành một con rồng vàng và một con rồng màu hồng. Hai người này được Ngô Bình đặt tên. Một là Lý Kim, một là Lý Đan để họ giúp để luyện đan. Chủ nhân, chỗ này là Đông Hoa Thành à, Lý Kim hỏi. Ngô Bình, ta đến đây tham gia Đông Hoa Đan Hội. Hai ngươi nhớ kỹ, sau này ta tên là Lý Nhàn, các ngươi là dược đồng thân cận của ta. Rõ, hai người đồng thanh đáp. Lúc này, anh nhìn đến một cái gương trên bàn sách, vươn tay ra nhấn vào. Ánh sáng bay đến giữa không trung rồi phát lên tình hình đang đấu giá. Anh nhìn thấy đan sư mặc đồ trắng kia đang bàn bạc về việc đấu giá, người ở nơi đó đông nghịt. Qua vài phút, đấu giá bắt đầu, cửa đấu giá có người bước vào nói to, chào chư vị, đan này tên là nghịch mệnh đan, uống nó vào có tác dụng giúp người bình thường trở thành thiên tài, nhưng cũng có thể biến thiên tài trở thành tuyệt thế thiên tài. Đan dược này thuộc hàng đan dược cực phẩm, hiếm có trong thế gian, hiện tại chỉ có một viên. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, cả khán đài đều nổ tung. Rất nhiều người có tiền mong lấy được viên đan dược này, dù bản thân không cần thì đưa cho con cháu đời sau của mình cũng rất tốt. Viên đan này giá khởi điểm là 2 triệu kho phiếu, mỗi lần ra giá phải hơn 200.000 kho phiếu. Ngô Bình hơi bất ngờ, lại không ngờ nơi này đấu giá bằng kho phiếu. Một kho phiếu cũng tương đương với 5.000 đại đạo tệ rồi. Thoát cái, việc đấu giá đã bắt đầu, có người ra giá 2 triệu 400.000, cũng có người ra giá 3 triệu. Giá cả liên tục tăng lên. Thoáng chốc, đã hơn 8 triệu kho phiếu, nhưng còn hơn 10 người đang tiếp tục tranh viên đan này. Trong đám người ở ngoài, có một người trung niên nhẹ gật đầu với vài tên tùy tùng bên cạnh bản thân, có một tu sĩ Rear Map trong đó nói, thưa nhị gia, ta thấy luyện đan sư kia có trình độ rất cao. Không ngờ, hắn ta có thể luyện ra nghịch thiên đan dược. Nam tử được gọi là nhị gia cười nói, nếu thiên gia ta có được một vị luyện đan sư như thế, chắc chắn sẽ thu hút càng nhiều tu sĩ hơn. Một lát nữa, các người theo ta đến bái kiến người kia. Cuối cùng, giá của nghịch thiên đan tăng vọt đến 12 triệu kho phiếu, tương đương ít nhất 600 triệu đại đạo tệ. Ngô Bình ấn vào gương, nói, 600 triệu đại đạo tệ, giá cả này không cao cũng không thấp. Lý Kim, ta chắc chắn thiên gia sẽ đến gặp ngài đấy chủ nhân. Chờ đi, Ngô Bình nói. Anh vừa mới nghỉ ngơi một lúc. Có người đến thăm. Lý Kim mở cửa, cũng mời họ vào phòng khác. Người này đến dẫn theo hai tùy tùng, chỉ thấy bộ dáng của hắn tai to mặt lớn, cười ha hả trông rất quen. Người này ôm quyền với Ngô Bình,
cười nói, chào Lý Đan Sư, tại hạ là Thiên Hách Huy. Người tùy tùng giải thích, nhị gia nhà ta là nhị đương gia của Thiên gia, địa vị chỉ sau gia chủ đấy. Ngô Bình thầm nghĩ, thì ra là nhị đệ của Thiên Thắng Huy, anh cười nói, thì ra là Thiên nhị gia, rất hân hạnh được gặp. Thiên Hách Huy cười ha hả nói, ta thấy Lý Đan Sư luyện chế ra nghịch mệnh đan nên vô cùng bội phục, vì thế cố tình đến đây chào hỏi và mong không làm phiền đến Lý Đan Sư. Ngô Bình, đừng nói làm phiền, Thiên nhị gia có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ngại. Thiên Hách Huy cười nói, ta nói ngay, hiện tại, Thiên gia cần chính là một luyện đan sư tài giỏi như ngài, vậy nên không biết các hạ có nhã hứng gia nhập vào Thiên Đan Phường của Thiên gia ta không? Nếu các hạ đồng ý, có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào. Dù thù lao, hay dược liệu, cách luyện đan, công pháp thì Thiên gia chúng ta sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngài. Ngô Bình cười nói, thế lực của Thiên gia mạnh nhất, ta đồng ý hợp tác. Chỉ là con người ta tự do tự tại, không thể nào ở lâu một chỗ được. Thiên Hách Huy vội vàng nói, không sao hết, khi nào Lý Đan Sư có thời gian thì đến giúp đỡ luyện đan cũng được. Và lại, đan đạo của ngài vô cùng xuất sắc, ngay cả đan dược giống vậy cũng không dám hợp tác với ngài. Cũng chỉ có đan dược quý hiếm như nghịch mệnh đan, mới có thể dùng được đến Lý Đan Sư. Ngô Bình gật gù, vậy được rồi. Thiên Hách Huy, vậy mời Lý Đan Sư rời bước đến Thiên Đan Phường. Ngô Bình đi theo nhóm người này đến Thiên Đan Phường rất hùng vĩ. Nó được xây dựng ở phía trên một huyền phù lơ lửng giữa không trung trên đỉnh núi, chân núi có diện tích hơn 100 vạn km vuông, toàn bộ đều được tinh chế thành một pháp bảo. Ngô Bình vừa bay đến Thiên Đan Phường đã cảm nhận được linh khí hỗn độn nồng đậm, còn dày hơn gấp 10 lần bên ngoài. Thiên Hách Huy dẫn Ngô Bình đến một đại điện, trong điện có 7 đan sư đang ngồi. Trong họ, đều là nhân tài xuất kiệt trong các luyện đan sư, mỗi người đều có tài nghệ luyện đan rất cao siêu. Thiên Hách Huy vừa vào, 7 người đã đứng dậy cung nghênh và gọi hắn ta nhị gia. Ha ha, chào mấy vị đan sư. Ta mới vừa mời được một vị luyện đan sư có trình độ luyện đan rất cao siêu tên Lý Nhàn, Lý Đan Sư đến đây. Mấy vị là người quản lý Thiên Đan Phường, nên mọi người cùng bàn bạc một chút cấp bậc của Lý Đan Sư thích hợp ở đâu. Có một người râu hoa râm, vóc dáng khá lùng, đôi mắt lấp lánh ánh sao mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình trong 7 vị đan sư, cười ha hả nói. Trong quy tắc của Thiên Đan Phường, người nào có trình độ càng cao thì sẽ nhận được tài nguyên và quyền lợi càng nhiều, chức vị cũng cao. Giống như 7 người bọn ta, 6 người là đan sư ngũ tử đỉnh, còn ta là đan sư lục tử. Thiên Hách Huy cười nói, Lý đan sư luyện chế ra nghịch mệnh đan cực phẩm, là đan dược cấp 16. Viên đan dược này đã chứng minh thực lực của hắn rồi. Ngô Bình nói, thôi nhị gia, nếu đã có quy tắc thì cứ làm theo. Chỗ này có nơi nào thi đan sư cửu tử đỉnh không? Ánh mắt của Thiên Hách Huy sáng lên nói, đương nhiên là có. Nơi duy nhất có thể thi đan sư cửu tử đỉnh chỉ có ở Thiên Đan Phường thôi. 7 đan sư kia nhìn nhau, nghĩ thầm hắn ta muốn thi đan sư cửu tử đỉnh à? Ngô Bình, vậy thi đan sư cửu tử đỉnh đi. Thiên Hách Huy tự dẫn đường, đoàn người đến trước một tòa nhà hình bát giác, cửa phòng bị đóng kín, phía trên răng đầy mạng nhện. Đan sư dâu hoa dâm nói, mấy ngàn năm nay, đan sư cửu tử đỉnh đã không xuất hiện cho nên nơi này cũng hơi hoang tàn. Dứt lời, hắn ta đi lên trước cố gắng đẩy cửa ra, cũng ý bảo Ngô Bình có thể đi vào. Ngô Bình hỏi Thiên Hách Huy, nhị gia này, không biết đan sư cửu tử đỉnh có chức vị gì? Thiên Hách Huy nói, người đó sẽ trở thành phường chủ của Thiên Đan Phường, đồng thời có được 50% tiền lời trong hoạt động kinh doanh của Thiên Đan Phường. Mỗi năm sẽ được chia hoa hồng nữa. Ngô Bình nhướng mày cười, tốt, nói dứt lời, anh đã bước vào trong. 7 đan sư đứng ở ngoài cửa nhìn nhau, ông già tóc hoa râm cười nói, hơn 1000 năm rồi chưa ai thử thi đan sư cửu tử đỉnh, đúng là đời sau tài hơn đời trước. Thiên Hách Huy cũng cười nói, có lẽ, hắn sẽ thành công. Một đan sư ngũ tử đỉnh lắc đầu nói, chuyện này hoàn toàn không thể. Đan sư cửu tử đỉnh cần có lực lượng rất mạnh. Nhưng từ sau khi đan tố ngã xuống cũng chưa ai có thể vượt qua được. Không gian bát giác trong quán khá lớn, chính giữa đặt một lò đan, trên bàn ngọc có 3 bài thuốc dân gian, trên đó đã phủ đầy bụi bặm. Chứng minh đã rất lâu rồi, không ai đến đây. Anh vừa bước vào đã có một thiếu niên bước ra từ trong lò đan, cười nói với anh, xin chào công tử, ta là Dược Đồng đến giúp đỡ ngài luyện đan. Có chuyện gì ngài không hiểu, cứ hỏi ta.
Ngô Bình nhìn Đan Đồng từ trên xuống dưới, rồi hỏi, ngươi là? Đan Đồng, tiểu nhân chính là khí linh trong lò đan này, còn lò đan này do đan tổ để lại và ba phương thuốc trên bàn kia cũng do đan tổ sáng chế ra. Đan tổ sao? Ngô Bình là thầy luyện đan, cho nên cũng đã nghe một ít thông tin vừa đan tổ. Đan tổ có thành tựu đan đạo đứng nhất trong thiên hạ, không ai bì nổi, ông ta đã cải cách mạnh mẽ về cách luyện đan. Cho đến bây giờ, có một ít phát minh của ông ta vẫn đang bị vô số các thầy luyện đan truy tìm và nghiên cứu. Ngô Bình cười nói, ban đầu, ta chỉ nghĩ nơi này chỉ là một trường thi, không ngờ lại gặp đồ vật do lão già đan tổ để lại, đúng là niềm vui bất ngờ mà. Đan Đồng, thưa công tử, nhìn bề ngoài của nơi này chỉ là thi về cửu tử đỉnh đan sư, nhưng thật ra là nơi lưu giữ truyền thừa của đan tổ. Nhưng, truyền thừa của đan tổ quá cao sâu, cho nên chỉ có người đạt đủ điều kiện nhất định mới có thể kế thừa những truyền thừa này. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên, à, phải làm sao để đủ tư cách đạt truyền thừa vậy? Đan Đồng, ngài luyện chế thành công ba loại đan dược này, phẩm cấp không thể thấp hơn thượng phẩm. Ngô Bình cầm lên một quyển phương thuốc dân gian đọc, chỉ thấy tên của cuốn sách ghi là Mệnh Vận Đan, dùng viên thuốc này có thể thay đổi vận mệnh xấu thành tốt. Từ đó về sau, người uống sẽ luôn gặp được nhiều may mắn, làm mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ngô Bình vừa đọc quyển sách này xong, cũng biết cách luyện rất khó. Dù sao, Mệnh Vận Đan cũng không phải loại đan sư bình thường có thể chạm đến. Cần cái gì để đạt điều kiện trở thành cửu tử đỉnh đan sư? Đan Đồng, chỉ cần ngài luyện ra được một trong ba loại đan dược này, đan dược phải thuộc hàng trung phẩm trở lên, ngài sẽ trở thành cửu tử đỉnh đan sư. Ngô Bình gật đầu, để ta thử xem sao. Đan Đồng vừa vung tay lên, dược liệu để luyện chế Mệnh Vận Đan lập tức xuất hiện ngay trước mắt của Ngô Bình, rồi cười nói, thưa công tử, ngài có thể bắt đầu được rồi. Ngô Bình nghiên cứu những dược liệu này, rồi lại suy ngẫm về nguyên lý đan dược có thể thay đổi vận mệnh. Trước đây, anh đã luyện chế qua nghịch thiên cải mệnh đan rồi, nên anh phát hiện hai loại đan này có cách luyện chế vô cùng giống nhau đến mức vi diệu. Chỉ khác, Mệnh Vận Đan chỉ chuyên vào vận mệnh của con người và có hạn chế về việc tăng tư chất. Anh nhắm mắt lại, lập tức rất nhiều thủ đoạn đạo pháp, cấm kỵ hiện lên trong đầu. Thoáng chốc, anh đã tìm thấy một loại cấm thuật này có thể thay đổi vận mệnh của một người. Sau đó, anh lại tìm ra được một loại chúc phúc thuật, giúp một người gặp được may mắn. Anh kết hợp hai thuật này lại, thì có thể giúp một người gặp được may mắn rồi. Sau đó, anh bắt đầu nghiên cứu để biến hai thủ đoạn này thành ký hiệu, dung nhập vào trong đan dược. Thủ đoạn và ý nghĩa của việc này cùng loại với lúc luyện chế nghịch thiên cải mệnh đan mà anh đã luyện chế từ rất lâu về trước. Anh có được kinh nghiệm trước đây, nên quá trình luyện chế đan dược rất thuận lợi, lò đầu tiên cho ra ba viên đan trung thượng phẩm. Ngô Bình có ba cơ hội, vì thế anh lại luyện ra lò thứ hai. Lần này anh luyện chế ra 4 viên nhất phẩm, lò thứ 3, thủ pháp của anh dần nhuần nhuyễn hơn và cuối cùng anh cho ra 4 viên cực phẩm mệnh vận đan. Đan Đồng cười nói, chúc mừng công tử đã thành công luyện ra một lò đan dược hơn nữa là cực phẩm đan dược. Ngô Bình biết những dược liệu này rất hiếm, nên anh cười hỏi, không phải bất cứ ai vào đây, cũng có thể thử luyện chế sao? Đan Đồng cười nói, tiểu nhân từng thấy một người có trình độ đan đạo không đạt yêu cầu. Nếu người đó đã không đạt yêu cầu rồi, thì không thể nào lấy được dược liệu cả. Ngô Bình gật gù, rồi lấy ra quyển sách bài thuốc dân gian thứ hai. Đan dược này có tên là truy hối đan, nghĩa như tên. Người uống vào viên thuốc này, chẳng khác nào uống thuốc hối hận. Ngô Bình vừa nhìn thấy công dụng của truy hối đan, lập tức bất ngờ trợn trừng mắt thốt lên, truy hối đan. Ngươi chắc chắn, phương thuốc này không sai sót gì chứ? Đan Đồng cười nói, đương nhiên. Không có sai sót gì hết. Lúc trước khi đan tổ luyện truy hối đan, tiểu nhân cũng ở đó chứng kiến. Ngô Bình nhìn bài thuốc dân gian này, nghiến răng thở dài, hối hận này, làm sao mà luyện đây? Từ trước đến giờ, cái gì động lòng thì anh cướp hết. Nên giờ suy nghĩ cũng nhức đầu. Bên ngoài căn phòng bát giác, Thiên Hách Huy đợi đã lâu lại ngửi thấy mùi hương của đan dược mấy lần, còn chứng kiến được hiện tượng lạ xuất hiện trên tòa bát giác. Trên đó, hắn ta thấy có hơn 10 ký hiệu khổng lồ xoay tròn xung quanh tòa bát giác. Hắn ta bật cười nói với mọi người, xem ra, Lý đan sư có cơ hội rồi. 7 đan sư kia đều nhìn nhau, những gì Thiên Hách Huy nhìn thấy, họ cũng nhìn thấy. Trong đó, một người lên tiếng, trong tòa này có 3 bài thuốc nhân gian, mỗi một loại đều rất khó luyện với lại độ khó tăng dần.
vừa nãy Lý Đan Sư chắc luyện ra 3 lò, mà đã thành công hết. Xem ra, tên này đã trở thành cửu tử đỉnh đan sư rồi. Mọi người đều mang biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt, đáy lòng đều sinh ra lòng đố kỵ và ghen ghét. Sao hắn làm được, vì sao hắn có thể làm được, chức vị đó là cửu tử đỉnh đan sư đấy. Nếu hắn thành công, thì thầy luyện đan trong thiên hạ này không ai là đối thủ của hắn rồi. Nhưng sau khi Ngô Bình luyện chế ra 3 lò đan, bên trong lại trở nên rất yên tĩnh. Gương mặt của Thiên Hách Huy dần dần xuất hiện lo lắng nói, xem ra, Lý Đan Sư muốn thử luyện 2 phương thuốc kia rồi. Lão già dâu hoa dâm nói, hắn có thể được truyền thừa của đan tổ đấy. Không có nhiều người biết về chuyện truyền thừa của đan tổ, nhưng vài người ở đây đều là nhân vật lớn nên cũng biết về nó. Lão già run rẩy môi từ từ nói, phương thuốc thứ 2 tên là truy hối đan. Người uống viên đan đó vào chẳng khác gì uống thuốc hối hận, có thể quay về thay đổi thời gian và quá khứ. Thiên Hách Huy cười khổ, thủ đoạn này chỉ có tu sĩ trên hỗn độn lục cảnh mới sử dụng được, một đan dược sư nhỏ nhoi sao làm được chứ? Mọi người ngơ ngác nhìn cửa tòa bát giác đều có chung một suy nghĩ như chúng định thân thuật, hắn có thể thành công sao? Trước lò đa, Ngô Bình suy nghĩ thật lâu tự nhiên đáy lòng nhảy lên nhớ đến lực lượng cấm kỵ tên nghịch chuyển thì quang, bản thân có thể sâu chuỗi và kết hợp chúng lại được không? Anh vừa kết hợp dược liệu để thử nghiệm, mới phát hiện chỉ dùng cấm kỵ lực vẫn chưa đủ, còn cần một lực lượng khác, đó chính là cấm thiên lực. Cấm thiên lực trong cơ thể của anh chuyển hóa thành hoàn chỉnh cấm thiên lực, đến bây giờ, cấm thiên lực trong cơ thể anh đã rất dư thừa. Đúng lúc hôm nay, dùng để luyện chế ra truy hối đan. Ngô Bình dùng hết nửa ngày, đến buổi chiều mới tính là thành công dùng thủ pháp huyền diệu luyện chế ra một lò truy hối đan. Nhưng đan dược này luyện chế rất khó, lò đầu tiên chỉ ra được một hạt mà chỉ hạ phẩm đan dược, hơn nữa cố gắng lắm mới ra đan. Cho đến lò thứ 3, anh luyện ra được 2 viên thượng phẩm đan dược. Ngô Bình lấy ra một bình hoa rồi ném xuống đất. Bình hoa vỡ nát, nước trong bình bắn đầy mặt đất. Lúc này biểu cảm trên gương mặt anh xuất hiện hối hận. Sau đó anh lại uống vào một viên truy hối đan. Sau khi đan dược vào bụng, không gian xung quanh của anh dần trở nên mờ ảo, ý thức quay về trước khi bình hoa bị vỡ cuối cùng anh trao đổi với bản thân lúc đó đừng ném vỡ bình hoa. Trạng thái này kéo dài trong một giây, sau đó anh lập tức quay lại thời gian ban đầu. Anh cúi đầu nhìn, cái bình vẫn nguyên vẹn không có tổn hại gì cả nước trong bình vẫn đầy đủ. Anh nhếch môi cười nói với đan đồng, được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 225.